Everybody, welcome back to this video. Bà chân đồng bộ cái này bà một cam video ni vậy chân thằng này khi ông đồng bộ hai này tổng hợp cái này ông bị phrase over mùi chùm đúng đại dương này dưới tẹo tôn tình năng relationship bà chân bên này tha chỉ cần sao kể giá đại dương này dưới ông bí ca tụng nhạc tụng nộ bà ok chân nhạc tụng hợp cái này ai xoay dù chùm bà chân đồng bộ cái phrase over bà chân một bị kể xã hít bộ chùm mùi năng preposition on bà chân cứ hit on, hit on bà. Chẳng hit on cái ví dụ như là to talk to someone, to try to start a romantic relationship. Bà, chẳng bên đây thà nị dí rô đồng nà mà nế, không cô mà nón là bày chập đán tùm nẹ tùm nón. Bà, bài mà nô xanh chê tình à. Chẳng này, chẳng ngờ không lấy khai dưỡng, ai nhị thà lại khai cho người bán này. Nếu dương ai thà lại khai nà mà nế, thì có nhai nà mà nế. Bà, chẳng này, bà chẳng ngờ lấy dương mơ ưu tì hồn. I'll never go that cafe anymore. Five men hit on me the last time I was there. Bạn chắc ngờ miễn mấy thạc nhóm mình đại từ hàng cà phê nụ tí tí. Và five men, bạn miễn mấy thạc bỏ ra pram nét. Bạn lấy khai khi nhóm. Cà bì bê trong cao để khi nhóm nơi tí nữa. Chẳng miễn mấy thạc có thua từ hàng cà phê nè. Và hai bê trong cao để có từ nâng cư miễn bỏ ra pram nét. Nên dễ lấy khai được rồi quá. Đọc đồn trong sài hai chứng này chứng cứ bà quạt lên tầng đường tiền rồi bà chứng trong áp tầng ấy cứ bài nế này bà chứng hit on và hit on cứ miền này thà lẹp khai rồi có đọc đồn sài hai rồi có nhạy chứng này bà hai phrase thứ tí cứ go out bà go out chứng này thòm ở đây này thật ra này sẽ đọc một lời tới cứ thầm mạch chứng tầng cài bà này thòm ở đây chứng này bằng tay này thì ní cứ miền này thà to date someone và to date someone chẳng date mình này thà to have romantic relationship và mình này thà vì mình tụng nhạc tụng nóng khang mà nói sân chết tình à chúng mình kia nhé này chẳng mình này thà bởi sân chết date someone nó cứ dương mình ca nạc chụp chế bị xé này chúng mình tình nâng nào này hảo chẳng bởi vì thà go out lại nếu cứ xâm đại thà dương trên cái rứa còn nạc chụp bà chế bị xé chúng mình nào này nàng cài chẳng thầy là lời ưu tì hó we are going out this weekend. It's our first date. Bà anh chứng minh đây thà trong sắp đà ní bộ dưỡng nâng bà nạp chụp khí nâng khẳng cậy. Bà anh chứng minh đây thà miên tùm nhạc tùm nông sài hà chụp mùi khí nâng cậy chứng này. How it is our first date. Bà it is our first date. Bà anh chứng minh đây thà viết cứ chìm bà càng nạp chụp đùm bốn rồi bọc bộ dưỡng. Ok. Bà anh chứng minh đây thà go out like this xong nè từ ngọc này trong chắc bà dưỡng đi dưới đẹp tôn tình relationship. Bà cứ dương bắt đầu từ lời cái hai thà date someone chứng bà miền này thà chỉ ca nạp chuông bà chỉ đại cư rứa cơ chỉ là nạp bài bà romantic relationship chúng muốn nên làm nè chứng này bà chứng cứ go out phrase of the day bà tí bay cứ fall for bà fall for bà fall for cứ miền này to begin to be in love with someone bà chứng chập đá mấy này nhưng mình này thật này mà những gì là bắt đầu này hà chẳng cái này và bắt đầu sử lạnh và chẳng cứ fall for và fall for bảo thì họ Nancy really likes Ron. In fact she might be falling for him và chẳng mình này thật Nancy bất chia cho chất Ron nâng mẹn tên tại thằng hợp tớ Nancy ai cầm bông tái và bắt đầu này hà rất có sử lạnh chứ mùi từ nướng và bỏ mẹ nâng chung Ron nâng hào ok và chân trong này for for và for for cứ miền này thà bắt đầu sờ lạnh rồi cứ chập bắt đầu sẽ cái này hạ và chúng muốn làm này chân tới và hai facial thì muốn và cứ look up to và cứ look up to và look up to cái bạn chúng ta respect and admire someone và chân này thà cứ group nâng cao sự sáng nó làm này ok chân respect and admire someone trong này những này và ưu tiên hơn I've always looked up to Thomas for his courage and determination. Và chân mình này đặt nhóm tay tại cửa rút cao sơ xa lục thông mà nạ chung bút sẽ cái đấy khóa hàn rồi bọc quát nâng và thì hỏi thật cao có đánh nhà chân rồi bọc quát determination chẳng lẽ và chân cao sơ xa từ lưu ở với đầy chụp hiệp khóa hàn hiệp ổng ạch bọc quát nâng thì hỏi thật ca tăng chật bọc quát cao có đánh nhà chật bọc quát chẳng lẽ và hai giờ dư mình to tới tìm pram tiếp và tìm pram cứ split up và split up chẳng là split up cứ mình này thà to end a relationship
Bà, chân mình này thà bình chọc từng nhạc tùm nông nà muối. Cứ không này thà bình dì bì cư xong xá cứ quạt bài kì. Bài kì chứ nè. Bà chân ưu tì hồn. I hope Sam and Pat don't split up. Bà, chân khi nhóm rụng bình thà rất là xung khâm thà Sam hay là Pat nâng nâng mình bài kì tì. Ok, chân không này thà split up lại nhưng cứ ai mà nâng break up rất là to end a relationship. Bà, chân mình này thà bài kì bình chọc từng nhạc tùm nông. Mà chân đi chơi tầm này rồi bỏ phrase of verb thà split up. Hay tìm ra mối nó cứ make up. Và make up chân chỉ thông ra và để tầng ốc nế còn đừng lưu phrase of verb này flip. Hay chơi kết thà bà sửa trái nó còn cho chân make up. Và chân nó chơi tầm này mối rồi bỏ phrase of verb make up. Tầm tay nơi tí nít là dân đi chơi một tí relationship. Và tệ tôn tầm này rừng tầm nhạc tầm nó. Chân make up cứ mình này thật forgive each other for argument or for disagreement. Và chân mình này thà bạn lựa lên tổ forgive nâng cư mình này thà lựa lên tổ rồi cơ ạp hay tổ và ao ấy khỉa each other và chân chùm bùa nè chùm luôn nà mùi rồi cơ ca mình chùa sọ khỉa nà mùi chân mình này thà ạp hay tổ ao khỉa tổ bình tổ mộc trong này bạn nghĩ này và chân mấy ạp nơi tình ấy cư ạp này về được chân này thì họ thật anh vấn đi met up và met up after their fight. Và chẳng mình này thà thật hai năm văn đi bán ọt tù hồi kinh nghiệm bằng tòa bì bộ kê vay như thế nào. Và after their fight, bà fight nâng cư cả vì kinh nghiệm chứ nè chẳng bằng tòa bì bộ kê vì kinh nghiệm hào ấy, bộ kê giảm bệnh forgive. Và chẳng mình này thà ọt tù hồi kinh nghiệm tù bình tù mộng chẳng met up. Và met up này thì nít cư sma nâng không này thà forgive ọt tù out. How tip ram pi và tip ram pi cứ break up và break up và chẳng ở visma nâng split up đi đại đấy chẳng này và chẳng cứ to end a relationship và chẳng như bay kia và rứa có bình chọn từng nhẹ từng nồng và chỉ muốn nâng làm để anh chân tới và đi họ I don't want to break up I really like you và chẳng bên này thay khi nhung mình chọn bay kia đi I really like you và khi nhung bật chuyện cho chân nhẹ càng này. Chứng này, chứng antenna lại đi break up cứ smart nâng split up chẳng đại. Chứng, thì tao không thể ai bảo bằng P phrasal. Và hằng tì bảo bấy, và tì bảo bấy cứ phrasal vô trong cáo để không cho bằng hai nâng cứ settle down. Và settle down, settle down. Và chứng, chìa thoa mà đá ở antenna vì ai mình trao nó phrasal vô đi mùi bằng tay này thì nít được nhầm bằng chìa chứng cứ và khi cho bằng hai để tôn từ nâng rưỡng relationship và tẹp tùm nẹ tùm nông chẳng ấy. Và anh chẳng settle down cứ mình này to get married. Và to get married chẳng mình này thầm mạch get married và riêng cả chẳng có thì họ eventually I'd like to settle down and have a family but not yet. Okay. Và anh chẳng mình này thầm bì mập bê tầm bê tình bòn tình bòn yên khi nhóm bà chọn riêng cả háo nghiên cứu xa mùi. Và anh chẳng I like to settle down khi nhóm chọn nét chọn nghiệp cả okay? And have a family chọn miên cư xa mùi but not yet bằng tay và mình lão mình là mình toàn bàn nghiệp cả mình toàn bàn miên cư xa mình lão tì chẳng cái này và chẳng cứ settle down nên thì nít cứ miên này smart tên ứng và thà get married và get married và chẳng nơi tí này cao bằng hai bị phrase over chụp nguồn bằng bấy ông bị để hai thà tùm nhạc tùm nớm này about relationship chẳng bà là một đo tì bình chọn hỏi bằng bốn bà sân chia nè nó không nên chọn bìa quấy rồi có ở sở chụp hát này cũng phải bằng ai comment xuống hàng cảm bán nhưng chào tập chung nè tập học này bạn chung cao chung bộ sở tiêu lộ tập học này bye bye.